Clip này sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra những bức ảnh như thế này với AI và chỉ một chiếc ảnh nền trắng. Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Năng Photo. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục series chụp ảnh sản phẩm với AI nhé. Trong những cái video trước thì mình đã từng cùng với các bạn sử dụng AI Midjourney để tạo background cho chụp ảnh sản phẩm, cũng như là sử dụng cái tính năng Generative Fill của Photoshop trong hậu kỳ hình ảnh. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái AI tuy là không còn xa lạ gì với các bạn làm chụp ảnh nữa, nhưng nó lại có một cái tính năng cực kỳ mới, đấy là Adobe Firefly của Photoshop. Mình sẽ cùng với các bạn tạo ra những cái bức ảnh sản phẩm như thế này bằng việc sử dụng cái AI này để tạo background, chụp ảnh nền trắng và ghép vào nhá. Cái sản phẩm ngày hôm nay mình chụp ý, thì sẽ là một cái chai tuýp sữa rửa mặt màu trắng. Đấy, và mình sẽ chụp nó theo cái phong cách gọi là tự nhiên, bối cảnh nhà tắm và có cây cối xung quanh. Cái quy trình thì nó sẽ tương tự như khi là mình sử dụng Midjourney trong chụp ảnh sản phẩm, tức là mình sẽ sử dụng Adobe Firefly để tạo một cái background và sau đấy thì mình sẽ chụp cái sản phẩm này ở trên nền trắng. Đấy, và cuối cùng thì mình sẽ tách cái sản phẩm này ra và mình ghép vào cái background đó trong phần hậu kỳ bằng phần mềm Photoshop. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng cái bước chi tiết nhé. Trong bước đầu tiên này thì mình sẽ tiến hành tạo một cái background với AI Adobe Firefly. Thì như các bạn biết là với cái AI này thì nó sẽ có một cái tính năng rất là nổi tiếng rồi đúng không? Đấy chính là Generative Fill. Và cái tính năng này thì sẽ được tích hợp luôn ở trong cái phần mềm Photoshop của mình. Tuy nhiên thì trên cái trang chủ firefly.adobe.com ấy, thì các bạn sẽ thấy được là nó có rất là nhiều những cái chức năng khác mà chúng ta chưa khám phá. Ví dụ như là Text to Image này, đây là cái tính năng mà tương tự như Midjourney này, rồi Generative Fill này, mình có thể up trực tiếp ảnh của mình lên web để xử lý mà không cần phải có phần mềm nhé. Đấy, hay là Text Effect này, mình có thể biến cái chữ thành dạng hình ảnh đó. Rồi Generative với Color này, mình có thể điều chỉnh màu sắc cho cái hình ảnh của mình này. Tính năng 3D to Image là mình có thể biến cái model 3D của mình thành một cái hình ảnh theo một cái phong cách mà mình mong muốn, hay là Text to Vector. Tuy nhiên trong video này thì mình sẽ ứng dụng cái tính năng Text to Image này để mình triển khai cái background cho cái hình ảnh sản phẩm của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào đây này. Thì như mọi người thấy là ở đây nó sẽ có một cái là prompt, đúng không? Và mình sẽ nhập cái prompt của mình vào để nó có thể generate ra cái hình ảnh mà mình mong muốn. Thì cũng tương tự như Midjourney thôi, mình sẽ nhập cái prompt mà mình muốn thử nghiệm vào. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái cụm từ, đúng không? Đấy là một cái tuýp kem này, đặt ở trong nhà tắm này, ánh sáng tự nhiên này, có decor với cả cây cối này, rồi khăn tắm màu trắng này. Đó, và mình sẽ ấn vào Generate nhé. Thì như các bạn thấy là Adobe Firefly nó đã cho mình 4 sự lựa chọn, đúng không? Và tất cả những cái sự lựa chọn này thì trông đều rất là đẹp. Đây, mình sẽ click vào cho các bạn xem này. Đấy, cái bối cảnh thì trông nó rất là tự nhiên và chân thực. Và một trong những cái điểm mình rất thích ở Adobe Firefly so với Midjourney, đấy là nó sẽ cho mình một cái bảng công cụ để mình có thể tùy chỉnh ở phía bên này, thay vì cái việc là chúng ta phải dùng hoàn toàn là prompt để điều chỉnh. Thì ở đây chúng ta có thể thao tác bằng nút, bằng việc là điều chỉnh các cái thông số giống như là một cái phần mềm rất là dễ dàng. Ở đây thì mình có thể chọn được tỷ lệ ảnh mà mình mong muốn này, 16:9 hay là 3:4 vân vân. Có thể chọn là ảnh hoặc là art, tức là dưới dạng vector nhé. Ngoài ra thì sẽ có một số các cái thông số khác mà mình có thể điều chỉnh này. Rồi nó sẽ có phần match, tức là mình hoàn toàn có thể up cái hình mẫu mà mình mong muốn lên đây. Và AI nó sẽ tự động tạo ra những cái hình tương tự với cái hình mẫu. Ngoài ra thì mình có thể lựa chọn về color and tone này. Đó, mình có thể lựa chọn về lighting này. Đấy, rồi một số những cái về bố cục, về góc chụp là mình hoàn toàn có thể lựa chọn được. Rất là hay, mà mình không cần phải có prompt hay là tìm hiểu về cấu trúc prompt. Ngoài ra, đây là cái tính năng mà mình thích nhất, đấy là mình hoàn toàn có thể lựa chọn được cái cài đặt những cái thông số cho cái ảnh của mình. Ví dụ ở đây mình có thể lựa chọn khẩu độ, đúng không? Mình lựa chọn được tốc, mình lựa chọn được lens, đúng không? Mình muốn là cái tiêu cự của mình sẽ là như thế nào. Và cuối cùng thì mình hoàn toàn có thể gõ những cái mà mình không mong muốn có xuất hiện ở trong bức ảnh của mình ở đây nữa. Thì khi mà dùng Adobe Firefly thì mình thấy là so với Midjourney hay là Stable Diffusion ấy, thì nó tiện hơn rất là nhiều. Cái giao diện nó dễ sử dụng và cái hình ảnh nó generate ra thì trông cũng rất là chân thực. Thì đây là một cái tính năng mà mình nghĩ rất là hay của Adobe Firefly, mà mình nghĩ là không phải bạn chụp ảnh sản phẩm nào cũng đã từng ứng dụng, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ thử một vài các cái option khác nhau, và sau đấy thì mình sẽ chọn ra những cái hình ảnh mà mình thích nhất nhá. Cách lưu về thì rất là đơn giản, mình chỉ cần click vào xong đó mình bấm vào nút này và mình download về thôi. Hiện tại thì mình đang dùng bản trả phí
của Adobe và mình dùng cho full tất cả các app. Thì khi mà mình đăng nhập vào cái tài khoản Adobe của mình để sử dụng Adobe Firefly thì nó cho mình được thoải mái sử dụng tất cả những cái tính năng của cái con AI này. Tuy nhiên với những cái bạn mà các bạn không dùng cái bản trả phí của Adobe ý, thì có thể nó sẽ có một số những cái giới hạn, ví dụ như là có watermark này, hay là nó sẽ giới hạn số lần sử dụng của các bạn. Thì mình có nghe Phong Phanh là sang tháng 11 thì kể cả những cái bạn mà sử dụng bản trả phí như mình thì cũng sẽ bị giới hạn cái số lượt lần sử dụng cái AI này. Thì đến cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ có thể có nội dung để update cho mọi người nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ lựa chọn những cái background mình thích, sau đấy thì mình sẽ lưu về. Sau một hồi lựa chọn thì mình đã có thể chọn ra một vài những cái tấm background mà mình khá là ưng ý ở đây. Thì có thể thấy là cái hình ảnh này nó khá là đẹp rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái giới hạn, đấy là kích thước. Khi mà mình generate ra bằng AI thì cái ảnh của mình thường là nó sẽ bị giới hạn bằng kích thước. Như ở đây thì độ phân giải nó chỉ rơi vào khoảng tầm 2000x2000 pixel thôi. Thì khi mà mình zoom lên ấy thì nó sẽ bị vỡ. Thế còn cái ảnh mà mình chụp ra bằng máy ảnh ấy thì cái kích thước nó sẽ lớn hơn. Nên là sẽ dẫn đến cái tình trạng là khi mà mình ghép và mình thu nhỏ cái hình ảnh sản phẩm của mình lại thì cái ảnh của mình nó sẽ không được đẹp. Thì để giải quyết đến vấn đề đó ấy, thì mình sẽ sử dụng một cái AI nữa, đấy chính là Topaz. Cái AI này thì chức năng của nó đấy là chuyên sử dụng để upscale, tức là tăng kích thước cho hình ảnh. Thì mình sẽ mở cái phần mềm của nó ra nhé. Với cái Topaz này thì hiện tại là mình đang sử dụng cái bản trả phí của nó. Mình chỉ cần mua một lần thôi, giá nó rơi vào khoảng tầm 99 đô. Thế nên là các bạn nào mà thích làm ảnh với AI và cần phải upscale ảnh nhiều ấy, thì các bạn có thể đầu tư thêm sử dụng cái AI này cũng khá là hay. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng cho mọi người xem nhé. Mình rất là đơn giản, mình chỉ cần chọn những cái hình ảnh mà mình mong muốn thôi. Sau khi mình thả cái ảnh vào thì AI nó sẽ scale cho mình, nó sẽ phóng to kích thước của hình ảnh của mình lên. Như ở đây là nó sẽ tự tăng lên 4 lần này. Kích thước ban đầu của nó là 1792x2304 pixel. Và sau khi mà scale lên thì nó đã là 7168x9216 pixel rồi. Và với cái kích thước này thì mình hoàn toàn có thể ghép cái hình ảnh sản phẩm của mình vào. Và kể cả khi mình zoom to ra thì cái ảnh của mình trông vẫn rất là nét. Sau đấy thì mình chỉ cần xếp cái nền ra thôi. Và mình sẽ thực hiện nó với tất cả những cái background mà mình lựa chọn nhé. Sau khi đã chọn được background thì mình sẽ tiến hành chụp cái sản phẩm này trên nền trắng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhìn cái hình ảnh sản phẩm và chúng ta phân tích. Thì các bạn có thể thấy là trong những cái concept mà mình vừa tạo ra ấy, thì chủ yếu là ánh sáng chiếu trong bức ảnh nó sẽ là từ một cái nguồn sáng lớn giống như là cửa sổ và chiếu thẳng vào sản phẩm từ một bên. Thì nó sẽ có hai cái hướng ánh sáng mà mình có thể giả lập. Thứ nhất là hướng ánh sáng từ phía bên trái sang. Đấy, đánh từ phía bên trái và check từ phía trước sang này, giống như trong những cái bức ảnh này. Và cái hướng ánh sáng thứ hai thì sẽ là hướng ánh sáng từ bên phải sang, nó sẽ đánh ngang với sản phẩm từ bên phải sang như này. Thì bây giờ mình sẽ chụp hai kiểu nền trắng. Mỗi kiểu thì mình sẽ sử dụng một cái cây đèn và mình đánh giả lập ánh sáng từ một bên. Và sau đấy thì mình sẽ sử dụng cái hình ảnh đấy để mình ghép vào cái background kia nhá. Với cái concept thứ nhất ấy, thì như các bạn thấy là ánh sáng nó sẽ giống như là chiếu từ một cái cửa sổ lớn đánh từ phía bên trái sang. Thế là để giả lập cái nguồn sáng đấy thì mình sẽ sử dụng một cây đèn. Cái này thì mình sẽ đánh trần nhá, mình sẽ không có sử dụng softbox hay là thiết bị đánh sáng gì. Đó, và mình sẽ đánh một cái góc khoảng 4 giờ chiếu vào sản phẩm. Mình sẽ chụp một cái ảnh góc thẳng và mình sẽ chụp một cái ảnh góc hơi xoay nghiêng như thế này một chút cho nó khớp với cái ảnh mẫu mà mình vừa tạo background ra nhé. Trong cái concept thứ hai thì mình sẽ thay đổi vị trí của cây đèn. Thì như các bạn thấy trên ảnh mẫu thì lúc này cái sản phẩm nó được đặt trong một cái bối cảnh là cái cửa sổ nó sẽ ở bên tay phải và ánh sáng nó sẽ chiếu vào khoảng tầm ngang ngang với cái sản phẩm như này. Thì bây giờ mình sẽ để cái cây đèn lại theo cái hướng khoảng tầm 9 giờ, và với cây đèn này thì mình cũng sẽ đánh trần nhé để giả lập ánh sáng mặt trời, mình sẽ không sử dụng thiết bị đánh sáng. Một cái tips cho các bạn để khi mà mình chụp và mình biết được là cái góc chụp cũng như là cái ánh sáng nó có hòa hợp với cả cái tổng thể background của mình hay không ấy, đấy là các bạn hãy chụp teaser bằng cái phần mềm Capture One hoặc là Lightroom. Thì trong các cái phần mềm teaser nó sẽ có một cái tính năng, đấy là tính năng overlay. Tức là mình có thể đặt cái background của mình vào thành một cái lớp phủ ở trên bức ảnh này. Đấy, và khi mà mình điều chỉnh các cái thông số về opacity ở đây này, rồi mình có thể cho to ra nhỏ vào này. Đấy, mình có thể điều chỉnh cái vị trí thì mình sẽ nhìn được là cái sản phẩm của mình khi mà mình chụp ra nó có khớp với toàn bộ tổng thể không, đúng không? Về góc chụp, về ánh sáng trông nó có ok không? Thì đây là một trong những cái cách dễ dàng hơn cho mình trong cái quá trình chụp để mình có thể khớp được giữa cái hình ảnh mà mình chụp cũng như là cái background mình tạo bằng AI.
Vừa rồi thì mình đã chụp hình ảnh nền trắng xong và bây giờ thì mình sẽ tiến hành ghép cái hình ảnh đấy vào trong cái background này nhá. Thì như mọi người thấy trên màn hình thì đây là cái background đúng không? Và bước đầu tiên là mình sẽ xóa bớt những cái hình ảnh sản phẩm cũ đi, để tí nữa khi mà mình đặt cái chai của mình lên đây thì nó sẽ không bị thừa những cái chi tiết do cái sản phẩm cũ gây ra. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ giữ lại để mình có thể cân đối được, thứ nhất là về mặt kích thước. Cái thứ hai là mình có thể giữ lại cái phần bóng cũng như là cái phần phản chiếu của cái chai này, thì trông nó sẽ chân thực hơn là cái việc là mình ghép toàn bộ. Sau khi mà đã tẩy bớt rồi thì mình sẽ tách pen tool cái ảnh nền trắng ra và mình sẽ kéo cái layer của mình vào đây. Nếu mà không có background thì cái hình ảnh trông nó sẽ như thế này. Mình sẽ dùng pen tool mình cắt và mình tách nền. Sau đấy thì mình sẽ ghép và đặt vào trong cái background này. Để cho cái hình ảnh nó chân thực hơn thì mình sẽ vẽ thêm một chút cái phần bóng đổ. Mình sẽ nhấn thêm một chút phần bóng đổ ở đây này. Mình sẽ zoom ra cho mọi người xem nhé. Mình sẽ vẽ thêm một chút bóng đổ vào đây để trông nó chân thực hơn. Thì khi mà mình đặt cái sản phẩm của mình vào thì mình thấy là trông nó đã khá là match rồi đúng không? Thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ hậu kỳ để fix lại một chút thôi. Thứ nhất là về ánh sáng này. Thì như mọi người thấy là mình có một cái group light ở đây này, bật lên này là mình đã điều chỉnh ánh sáng cho nó match hơn đúng không? Tắt đi là như cũ này, bật lên này. Đó. Thì mình đã điều chỉnh những cái gì? Thì thứ nhất là mình sẽ điều chỉnh màu của cái chai. Đó, mình đã chỉnh cho cái chai sáng hơn một chút. Và cái tông màu trắng của cái chai nó sẽ đều màu hơn với cái không gian xung quanh. Sau đấy thì mình sẽ vẽ thêm một vài cái lighting vào, như là một cái vùng sáng ở đây này, để nó vừa đánh lên background vừa đánh lên sản phẩm. Đấy. Hay là ở đây mình sẽ thêm một cái vùng tối để cho sản phẩm nó nổi khối hơn. Tiếp đến thì bởi vì đây là ảnh do AI tạo ra, thế nên nó sẽ có một số những cái lỗi. Ví dụ ở đây trông nó sẽ không hiểu được nó là cái gì. Đó. Thì mình sẽ fix lại một chút. Ngoài ra thì cái phần ở dưới cái giá gỗ này này thì trông nó cũng hơi khó hiểu. Thì mình sẽ sử dụng chính cái tính năng Generative Fill của Photoshop để mình chỉnh lại những cái này thôi. Đó. Thì như mọi người thấy là nó sẽ có cái vùng ở đây này. Mình sẽ chỉnh lại này, tắt này, bật này. Và mình sẽ thay toàn bộ cái vùng ở dưới này. Và tất cả những cái layer này thì mình sẽ cho chung vào một cái group là fix lỗi. Đó. Cái cách dùng thì rất là đơn giản thôi đúng không? Mọi người sẽ khoanh cái vùng mình cần xử lý vào. Sau đấy mình sẽ vào Generative Fill, mình gõ câu lệnh mình mong muốn, xong mình bấm Generate. Đó. Thì đấy là một trong những cái việc tiếp theo mình sẽ làm trong cái phần hậu kỳ. Và cuối cùng, sau khi mà mình đã điều chỉnh những cái cơ bản rồi, vẽ lại lighting rồi, thì mình sẽ chỉnh sáng tổng thể cho bức ảnh bằng một cái layer curve. Và mình sẽ thêm một cái lớp grain ở đây để sản phẩm nó đỡ ảo hơn nhá. Thì như mọi người thấy là sản phẩm là ảnh chụp, thế nên là cái phần noise trên sản phẩm ấy nó sẽ khác so với cái phần noise, phần grain được generate ở trên background. Thì khi mà mình thêm cái lớp này vào này thì nó sẽ đồng nhất hai cái này lại, thì trông bức ảnh nó sẽ chân thực hơn. Nó là một cái chi tiết rất nhỏ nhưng nó sẽ giúp cho cái bức ảnh của mình trông chân thực hơn. Và trong bước cuối cùng thì mình sẽ làm nét, mình sẽ chỉnh để cho cái bức ảnh của mình trông nét hơn. Thì mình đã có một cái bức ảnh hoàn chỉnh. Thì như mọi người thấy là bởi vì cái Adobe Firefly này nó đã tạo ra cho mình một cái background rất là đẹp rồi, nên mình rất là dễ dàng trong cái việc chụp ảnh và mình ghép vào. Đấy, thì cái bối cảnh trông nó rất là chân thực, giống như là chúng ta setup chụp thật. Và thậm chí là trông nó còn tự nhiên hơn rất là nhiều so với những cái bối cảnh mà chúng ta setup bình thường. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn cách mà mình sử dụng AI Adobe Firefly trong việc tạo hình ảnh sản phẩm rất là chân thực và đẹp đúng không? Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho mình thì đừng quên comment ở phía bên dưới nhé. Nếu như bạn yêu thích chủ ảnh sản phẩm và yêu thích những nội dung trên kênh của mình thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật các cái nội dung mới cho mọi người hàng tuần. Ngoài ra thì mình có những cái khóa học về chụp ảnh sản phẩm. Mọi người quan tâm thì có thể tham khảo đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye!